Thưa quý vị, tháng 7 này kim ngạch xuất khẩu sầu riêng có thể giảm do phía Nam vào cuối vụ. Song từ tháng 8 tới cuối năm sẽ bước vào chính vụ thu hoạch ở Tây Nguyên. Tại vùng này, sầu riêng cho sản lượng lớn, chất lượng ngon đồng đều nên kim ngạch xuất khẩu chắc chắn sẽ duy trì ở ngưỡng cao. Và điều đáng nói là gần đây giá sầu riêng Việt Nam được doanh nghiệp và tiểu thương Trung Quốc nâng lên ngang ngửa với Thái Lan nhờ số lượng sầu riêng giống Dona chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài ra, thời gian vận chuyển ngắn, sản phẩm của Việt Nam luôn tươi mới hơn. Đây là yếu tố tạo nên sức cạnh tranh mạnh mẽ của sầu riêng Việt Nam. 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc chỉ tới 835 triệu đô la Mỹ mua sầu riêng của Việt Nam. Nhờ đó, xuất khẩu loại quả này của nước ta tăng đột biến 1.882% so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng cũng vươn lên vị trí top 1 trong nhóm trái cây có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam, thay thế vị trí của quả thanh long. Thời điểm này, do vào cuối vụ nên giá sầu riêng bật tăng mạnh, lên mức 85-95.000 đồng 1 kg. Sản lượng sầu riêng năm 2023 ước khoảng 1 triệu tấn, tăng 15,9% so với năm 2022. Thưa quý vị, sau một năm đứng ở mức cao, có thời điểm chạm mốc 200.000 đồng 1 kg. Từ đầu năm đến nay, giá bán sầu riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm mạnh. Nguyên nhân là sầu riêng mùa thuận bước vào thời điểm thu hoạch rộ, nhất là tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm 2023 không gay gắt. Nhà vườn duy trì được sản xuất dẫn đến nguồn cung dồi dào. Hiện thương lái thu mua sầu riêng Mong Thong và Ri 6 giá từ 50-60.000 đồng 1 kg, giảm hơn một nửa so với thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão và giảm từ 10-15.000 đồng so với tháng trước. Mặc dù giảm, sau khi trừ chi phí sản xuất, nhà vườn trồng sầu riêng vẫn thu được lãi khá, vẫn thu được lợi nhuận cao hơn so với các loại cây trồng khác. Theo dự báo thì giá sầu riêng chưa thể tăng rất cao như trước đây, bởi hiện nguồn sầu riêng sắp thu hoạch trong dân còn nhiều, nhất là diện tích trồng sầu riêng ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng đột biến. Vâng, thưa quý vị, để sản xuất sầu riêng bền vững, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng, đồng thời khuyến cáo nhà vườn quản lý và chăm sóc tốt diện tích sầu riêng hiện có. Đồng thời khuyến cáo các nhà vườn không nên đốn bỏ các loại cây trồng khác đang cho thu nhập ổn định để ồ ạt trồng sầu riêng, vì đây là loại cây ăn trái có giá trị cao nhưng khó trồng và có vốn đầu tư lớn. Chỉ trồng mới sầu riêng ở các vùng được tỉnh hoặc là huyện quy hoạch. Thưa quý vị, hạt điều là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực duy trì tăng trưởng dương. Tuy nhiên, toàn ngành điều Việt Nam tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn khi tiếp nhận phản ánh của một số đối tác về chất lượng hạt điều khi xuất khẩu. Trong 6 tháng, ngành điều đã xuất khẩu gần 280.000 tấn điều nhân các loại với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9,5% về lượng và tăng 7,65% về giá trị. Tuy nhiên, giá xuất khẩu nhân điều bình quân chỉ đạt khoảng 5.717 đô la Mỹ một tấn, giảm 1,73% so với cùng kỳ. Hiện điều nhân giá đang khá cạnh tranh với các loại hạt khác và sản lượng dồi dào. Giá điều đến năm 2024 được cho rằng sẽ có nhiều biến động. Do đó, doanh nghiệp cần có những thận trọng trong giao dịch. Thưa quý vị, người nuôi tôm các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau đang lo thua lỗ khi giá tôm giảm tới 30% trong một tháng. Khảo sát cho thấy giá tôm liên tục lao dốc, loại 100 con 1 kg đang được thương lái thu mua từ 70-80.000 đồng, giảm 30% so với tháng trước. Loại 30-40 con 1 kg giá cũng đồng loạt giảm 20%, chỉ còn 108-135.000 đồng. Trong khi đó, chi phí đầu tư để nuôi tôm, đặc biệt với hộ nuôi công nghệ cao tăng vọt. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nguyên nhân khiến giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng liên tục giảm trong tháng qua là các thị trường xuất khẩu tiêu thụ chậm, trong khi nguồn cung tăng lên. Theo quan sát, xuất khẩu lao dốc khiến nhiều doanh nghiệp trong nước khó khăn, sức mua tôm ở hai thị trường chính là EU và Mỹ vẫn giảm mạnh do lạm phát tăng cao. Thị trường Trung Quốc đã mở cửa trở lại nhưng lượng xuất khẩu vẫn sụt. Theo Hải quan, quý đầu năm xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 54 triệu đô la. Giảm 40% so với cùng kỳ năm 2022. Thưa quý vị, trong chưa đầy 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành rau quả đã vượt mốc 3,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục ngành rau quả đạt được từ trước cho đến nay. Trong tháng 7 năm 2023, xuất khẩu rau quả của cả nước đạt hơn 475,5 triệu đô la Mỹ, giảm 28,2% so với tháng trước và tăng 90,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 7 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt hơn 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 68,8% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt giá trị xuất khẩu rau quả khoảng 3,16 tỷ đô la Mỹ của cả năm 2022. Rau quả hiện là ngành có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trong các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam từ đầu năm đến nay. Nguyên nhân là do Trung Quốc tăng thu mua.
Thưa quý vị, vừa qua hơn 300 giáo viên tại Hà Nội đã nộp đơn kiến nghị về thông tư số 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi quy định mới khiến họ mất cơ hội tăng lương dù đạt chuẩn và có hàng chục năm cống hiến cho ngành. Trong đơn kiến nghị, các giáo viên cho biết hiện Sở Nội vụ Hà Nội đang triển khai thu hồ sơ dự thăng hạng cho giáo viên theo thông tư số 08 và yêu cầu giáo viên phải có bằng đại học từ năm 2014, đủ 9 năm tính đến hết thời gian nộp hồ sơ 30 tháng 8 năm 2023, theo công văn số 1783/SNV-CCVC. Với quy định này, nhiều giáo viên đã đạt trên chuẩn trước khi bổ nhiệm xếp lương hạng 3 mới, tức là có bằng đại học trước năm 2019 theo luật giáo dục, vẫn không đủ điều kiện nộp hồ sơ. Được biết, hiện lương giáo viên hạng 3 dao động từ 4,2 cho đến 8,9 triệu đồng, trong khi đó thì lương giáo viên hạng 2 từ 7,2 đến 11,5 triệu đồng một tháng. Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được đơn kiến nghị về vướng mắc trong triển khai thông tư 08 về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tập hợp ý kiến, trao đổi với Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến theo quy định của pháp luật nhằm đưa ra hướng dẫn trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cao nhất cho giáo viên để các thầy cô yên tâm công tác. Khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, có thể cơ quan ban hành không lường hết tất cả các tình huống thực tiễn. Trong quá trình hướng dẫn cũng như tổ chức thực hiện, nếu có tình huống phát sinh không hợp lý, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xin ý kiến, điều chỉnh nên thầy cô có thể yên tâm. Thưa quý vị, thống kê của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh tay chân miệng hiện tăng gấp 1,6 lần so với trung bình 4 tuần trước. Đặc điểm trẻ mắc bệnh tay chân miệng năm nay thường không sốt cao nhưng diễn tiến nặng, ngưng thở, đặt nội khí quản nhiều hơn mọi năm, thậm chí là nhiều hơn cả đại dịch năm 2011. Hiện tại các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố đang huy động lực lượng tập trung ứng phó với dịch bệnh. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi ngày tiếp nhận hơn 300 bệnh nhi mắc tay chân miệng, trong đó có hơn 150 ca điều trị nội trú, gần 30 ca nặng phải đặt nội khí quản và lọc máu. Điểm chung của nhiều ca năm nay là bệnh diễn tiến nhanh, có nhiều biến chứng về thần kinh, tim mạch và hô hấp. Điển hình như bệnh nhi 3 tháng tuổi này, bé phải đặt nội khí quản để hỗ trợ thở ngay từ ngày thứ 2 nhập viện. Đến phòng khám thì tay chân miệng là tăng lên khoảng là 35%. Nhưng mà số mà bệnh nhân bị được nhập viện là tăng lên rất nhiều, khoảng là 5 lần so với cả năm 2022. Nhưng mà số ca nặng, đặc biệt số ca nặng là cực kỳ, là rất nhiều. Năm ngoái thì gần như là số ca nặng có vài ca, thì năm nay số ca nặng là quá nhiều. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đánh giá dịch tay chân miệng năm nay có nhiều ca nặng hơn ca đại dịch năm 2011. Nguyên nhân chính là do sự tái xuất hiện của virus gây bệnh nặng EV71. Hiện mỗi ngày thành phố phải dùng khoảng 200 lọ IVIG cho các ca bệnh nặng. Tuy còn nguồn thuốc dự trữ nhưng các bệnh viện vẫn phải linh hoạt trong phác đồ điều trị để tránh lãng phí thuốc trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu chững lại. Tình hình dịch tay chân miệng năm nay thì nó rất là căng thẳng. Hiện tại ở thời điểm này thì số ca tay chân miệng ngày càng tăng hơn. Thì tại khoa hồi sức tích cực thì trong vòng khoảng 2 tuần gần đây thì ngày nào chúng tôi cũng tiếp nhận những cái ca nặng. Và hiện tại tại khoa thì có 11 bé tay chân miệng nặng, trong đó có 8 trường hợp phải thở máy. Và tuần trước thì chúng ta có những cái ca chúng ta phải lọc máu để cứu sống các cháu. Hiện tại thì Sở Y tế vẫn đang cung ứng cho các bệnh viện nhi lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng thành phố và bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Tuy nhiên là cái số lượng của mình nó sẽ hạn chế, chứ nó sẽ không được thoải mái rộng rãi như cái đợt trước dịch Covid. Và thứ hai nữa là cũng có những cái điều chỉnh trong phác đồ để của Sở Y tế hướng dẫn đến các bệnh viện để mình có cái quá trình theo dõi được sát và sử dụng thuốc đúng chỉ định. Thứ nhất là đúng chỉ định để đảm bảo tốt an toàn cho bệnh nhân, và thứ hai nữa là không gây lãng phí để đảm bảo là các bệnh nhân nặng đều đủ thuốc để sử dụng. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế phân công cho các bệnh viện tuyến cuối của một số tỉnh thành có năng lực tiếp nhận điều trị bệnh tay chân miệng nhằm đảm bảo các ca bệnh nặng được điều trị sớm và công tác chuyển bệnh được an toàn hiệu quả. Sở cũng kiến nghị Cục Quản lý Dược sớm phê duyệt các đơn hàng nhập khẩu thuốc IVIG nếu có, đồng thời kiến nghị Bộ Y tế sớm có chỉ đạo và giải pháp đảm bảo cung ứng thuốc điều trị tay chân miệng cho các tỉnh thành phía Nam.